Hello, xin chào tất cả các em. Các em ơi nhìn này, đấy là kênh của Rosy. Và bên này, đó là kênh Kato TV. Các em ơi, các em hãy vào đó đăng ký kênh giúp anh nhé. Anh đã để cái link video ở bên dưới dòng mô tả. Các em hãy vào đó để đăng ký kênh ủng hộ anh nhé. Rosy, Rosy chật ở đông đúc ở trong cái thời gian này. Dân số đông quá. Ai vắng mặt bên đây? Chưa. Như chú Thành vắng mặt đấy. Không thấy mặt vui đâu. Đi vịt. Thằng này khỏe mới mà biết không? Hả? Này chú xả không có thể dưỡng. Một tí yếu xẻ. Đến lúc bố nhỏ có làm được gì không? Chú bố nhỏ vẫn còn bay được rồi. Bay này. Chú Thành nói tiêu. Đi. Đến chưa? Ra rồi, ra rồi. Ô, tao 17 à? À thế à? Đi đâu, đi đâu, đi đâu, nhanh, nhanh. Sao 17 à 11? Ơ, nhầm à, nhầm à. Hai. Vậy là đã về đến chung cư rồi, ok. Ok, đi, nhanh. Bà vẫn ở nhà ngâm cứu hát karaoke cơ à? Đây khúc tường tơ xin gửi nơi quê nhà. Con bị nán cho con, không muốn hết đâu ra. Thế á? Con bị nán đó, con là bố. Ừ, cái này chưa? Ghê chưa? Xem này. Đi đi bác này. Cơm Minh đấy. Cơm Minh hát cả. Anh cùng các bạn nhỏ đã ăn uống ở nhà thì ta chủ yếu rồi, bây giờ thì cả nhà ra về các bạn ạ. Một ngày thứ bảy chơi rất là vui và rất là phấn khích, bây giờ về nhà đây rất là thoải mái luôn các bạn ạ. Đấy, đi cả nhà không chưa, các bạn ơi nhìn này, cả nhà đã ra khỏi cửa rồi. Các bạn quay nhìn một. Bia đứng đây là bố con. Ôi giời ơi. Các bạn ơi, như này. Và còn bộ chua nữa, một đống chậu luôn. Chậu kìa. Rất là nhiều chậu luôn. Để về. Để về trồng cây, đây 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 đây. Này chậu này. Rất là nhiều chậu luôn. Đó là thơ anh em bố. Sao mấy cả đất luôn à? Đây cho này à. Ở đây đây đây, vào đây vào đây vào đây. Rồi rồi vào trong. Ôi các bạn ơi, nhìn nhà bạn cô gì đông chưa này. Bye bye, goodbye. Đông chưa? Có tài có tài có tài. À xuống phải đeo khẩu trang à? Rồi, ra rồi, ra rồi, ra đi. Bye bye, bye bye khu chung cư. Ô, mình đứng đây mà. Đi, thôi, kệ, An đi đường này đi. Đi nhiều để cãi nhau ấy. Đi, Hà Ninh đi bên kia đi luôn đi. Đừng đỡ cãi nhau. Ô, tí cái này để bên nhà bà mà, mình đến gì. Ôi đúng rồi, đúng rồi. Mang ở đây bởi hết xe. Bố không thích mang cái đồ này về đâu. Rồi bây giờ thì ra xe và đi về nha. Một ngày chơi rất là vui vẻ. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo nha. 4C.